Hôm nay mình review cái hộp số liên hợp nha, cơ khí 5 bon. Rồi để số điện thoại lên cho các bạn xem nha. Rồi vậy cho cơ khí 5 bon cho xin kết thúc video, chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Hẹn lại video sau. Nhớ đừng bình luận cho mình biết nha. Bye bye.